Dì Mười đang đổ cơm ra ăn các bạn. Hôm nay chắc là dì Mười ăn cơm sườn. Mình nhìn xa xa mình thấy dì Mười ngồi co ro trước cái mái hiên nhà người ta, khá là tội các bạn. Ở chỗ địa chỉ cái ngôi nhà là 702/33 Điện Biên Phủ. Dì Mười đang đổ nước tương ra kìa, để mình lại mình trò chuyện với dì Mười. Dì Mười nhớ con không dì Mười? Nhớ. Nhớ không? Nhớ. Con lại gần nè. Hồi nãy con đứng ngoài xa kia kìa. Dì Mười thấy ai không? Hồi nãy đứng xa dì Mười đâu có biết ai đâu đúng không? Dì Mười bây giờ mới ăn cơm hả? Dạ mới ăn. Ăn trưa hả? Ăn trưa. Ăn chiều á. Ăn trưa thành ăn chiều luôn. Sáng ta ăn. Gần 4 giờ chiều rồi á. Gần 4 giờ ăn mấy muỗng ăn nhiều giảm ra cục xương mấy muỗng cơm thôi. Dì Mười ăn cơm gà hả? Cơm này người ta cho là dì Mười mua? Mua chứ ai cho. Dì Mười mua hả? Một hộp bao nhiêu? 30. 30. Thấy dì Mười mới đếm tiền lẻ xong đi mua chai nước hả? Mua chai nước. Chai nước bao nhiêu nữa? 12.000. Là 42.000. Cứ sáng là ăn gì để chiều hết 42.000. Buổi sáng không ăn? Không. Buổi sáng nhịn ăn rồi để buổi chiều ăn một thể hả? Chiều ăn. Sáng uống nước không à? Sáng đi nước hết cũng hết mấy ngàn. Dạ. Sao? Ngày hết 50. Thôi dì Mười đổ đồ ăn ra đi. Để đấy, nguội ăn mới được, nóng ăn mới được. Nóng ăn không được hả? Ừ. Sao kỳ vậy? Nóng ăn mới ngon chứ. Nó đau rồi, nóng quá. Cái miệng dì Mười đau hả? Ừ. Nó giọng đau. Dì Mười có đi khám chưa? Chưa. Nó giọng bị nó nóng quá đó. Ăn đồ nóng rồi, nó nóng. Dạ. Nóng răng đó. Mấy hôm nay trời mưa á, dì Mười ngủ đâu? Ngủ đây cũng ngủ. Ở đây nó mưa nó tạt vô mà. Đây áo mưa. Áo mưa mặc vô ngủ. Ừ, áo mưa này. Mưa ướt sao mà ngủ được? Không có ướt. Dì Mười lấy áo mưa không cho con cái? Có áo mưa rồi. Áo mưa đó mặc rách thì sao? Không có rách. Rách á? Không. Con tặng cho dì Mười một cái nha. Ơi, có rồi, hai cái rồi. Hai cái ở đâu? Cái mưa áo mưa gì? Áo mưa dây bóng đó hả? Áo mưa này nè. Áo mưa cánh dời. Dạ, ai cho dì Mười vậy? Mua hả? Ừ. Tiền đâu mà nhiều quá vậy? Mua có 5.000 cái à. Hai cái 10.000. Dạ. Tiền không có hả? Tiền không có hả? Tiền đợt trước cho đâu hết rồi? Thì tiền để ăn này, nhiều khi bệnh và ăn với dạ. Thuốc ăn. Nhiều khi vô nhà thương. Vô nhà thương. Ghé ăn hết rồi nữa đi mất đi ăn. Dạ. Yeah. Nhiều khi mình đi xe vô hết mấy chục rồi. Dạ. Vô đóng tiền nhà thương nữa. Lâu lâu đi nhà thương hả? Có. Có bác sĩ có cho thuốc không? Có. Dạ. Sáng mới vô tới sáng mà. Dạ. Thôi dì Mười làm trút đồ ăn đi. Ừ. Con quay dì Mười mà dì Mười nói chuyện suốt rồi không ăn rồi mọi người nói con á. Thôi anh. Mọi người kêu sao không để cho dì Mười ăn mà cứ trò chuyện suốt à. Ăn mấy muỗng hả? Gắng ăn thôi. Thôi ăn cố gắng ăn thôi chứ mấy muỗng gì dì Mười. Muỗng à. No thì thôi chứ. Không có no, mấy muỗng ăn có biết no cái gì hết á. Uống nước à. Dì Mười dì Mười thích uống nước ngọt hả? Trái chè hai. Uống chẳng nên tiêu nó đựng ấy. Uống có phần nữa. Dạ. Dạ. Dì Mười ngủ ở trên cái mái hiên các bạn. Trời thì đang mưa nè. Trời đang mưa. Chứ mưa này là mưa bình thường nha. Mưa này mà mưa lớn nó tạt vô không có chỗ nằm luôn. Mưa chỗ này nó có bị ngập không dì Mười? Có bữa ngập. Ngập rồi dì Mười ngủ đâu? Nào ngập bên tới đây nè. Chừng nào xe chạy sóng nước vô. Đường nó không có vô nhà. Dạ. Xe chạy sóng vô. Dùng một lát cái tạnh đem giúp xuống cống á. Dùng mình lau sạch nằm. Khổ quá ha. Mấy hôm rồi có con cái về lại thăm dì Mười không?
Mắc làm hả? Mắc đi làm xa lắm. À. Ở trẻ 5 giờ sáng tới 5 giờ à. 10 giờ đêm. Xa quá đi xe cậu. Nhưng mà còn mấy người còn lại đâu? Dì 10 còn 6 người lận mà. 6 người nhỏ con gái quen này trời ơi. Giờ đi ngang nó cũng không hỏi nữa. Ở rồi nên vô thăm. Thì còn 4 người nữa. Dì 10 còn 9 người. Hai người kia người ta có gia đình. Mấy người kia có gia đình. Có gia đình hả? Do gia đình do con nó. À. Cũng ở tốt rồi. Làm bảo vệ tốt rồi Long Thành là khỏi bò sữa nữa. À dưới Long Thành Đồng Nai là các bạn. 5 giờ sáng nó mà tới 10 giờ đêm gì mới về. Lâu lâu có cho dì 10 tiền ăn cơm không? Mà không đủ ăn hả? Đủ ăn, nuôi con. Dạ, khổ quá. Có thằng con, thằng trai rồi đi bạn bè chơi xì ke, giờ nó bị tật. Rồi phải mời có đi nuôi vợ, phải đi nuôi sách vợ. À, đi bắt, bị bắt hả? Ừ, bị mấy thằng bạn chơi xì ke cũng mạnh trong cái chỗ đó. Dạ. Vậy mà là thằng con nó có vợ có con vợ dạ. Bị đắp vì mời ăn cơm đi tự cơm ăn. Nguội rồi nguội rồi nguội mới ăn được nguội tanh luôn rồi đó rồi cái vợ vợ nó ở nhà vợ nó cũng đi làm dạ. Đắp vậy nó phải nuôi con dâu để hai mấy hôm nay vì mời có đi làm nữa không có sáng bên nào cũng đây từ nay cứ chưa mời 11 giờ, 12 giờ trở lên mà có tôi đây. À, vậy mời đi làm buổi sáng hả? Ừ. À, buổi sáng được nhiêu tiền rồi? Vài chục thì ăn hết. À, bán đi làm được vài chục rồi mua đồ ăn hết rồi. Ừ, ăn hết. Dù mai giờ làm kiếm ăn nữa. Một ngày vậy mời làm được mấy chục? Có cây 4 chục, 5 chục, 6 chục. À. Rồi bữa hổm ngủ quá. Nó giật túi. Ngủ bị giật túi hả? À, bị giật túi, giật cái vỏ. Trời ơi. Dách nát hả, tụi chưa giật. Trời ơi. Nhưng mà ví dụ như mà có ai cho gì 10 tiền rồi gì 10 giữ được không? Người ta giật sao? Thôi người ta tới giật gì 10 sao? Giật gì? Đó nó giật rách rách hết cái túi rồi kìa. Bữa không có từ cửa sang từ đi nó lại nó mở nó không có. À cái lúc không có gì mới hả? Không có nhà. À. Cái lẫn lục. À. Có gì nó lấy người ta thấy. À. Người ta thấy thì nó ngồi trên cái xe máy này tính lấy rồi đi. Cái mình lại đây. Cũng người ta mà lấy gì kiếm gì trọng. Mấy đồ của bà già mà cũng không chừa nữa. Chọc cái túi nát là ghét về cái túi tôi cũng chưa mua thấy đó. Trong nó thấy. Dạ. À. Túi có tài sản gì không vậy? Có cái gối, cái mền, cái áo lạnh là lạnh, có cái da lạnh. À. Có cái gì? Vậy mời ăn cơm đi. Ôi, được, tao từ ăn. Ăn dài muỗng rồi nữa nè. Ăn chứ nó trễ rồi nè. Bây giờ là các bạn, bây giờ là 4 giờ chiều nè. Gần 4 giờ. 4 giờ kém rồi, ăn gì mời. Nguội ăn được, nóng ăn không được. Không, nguội ngắt rồi mà. Không, còn nóng. Làm ba cái xương ăn vài muỗng cơm mà chứ thịt không ăn nữa. Ồ, thịt gà đó gì mười nhai được không? Nhai được mà không ăn, nhai hầu nó ói tới luôn rồi giờ tôi ngã thịt gà tôi bỏ. Ăn dạ. Làm xương à. Trời xương mà có gì đâu mà ăn, có ăn thịt ừ, chứ. Làm ba xương chút đỉnh thịt hay dính trên xương á. Thì dễ ăn thôi. Dạ. Trời mưa ở đây thì dì mười có mền được không? Có mền đủ hết. Trời bắt đầu nó hơi lạnh lạnh, bữa tối nó lạnh á. Tối không lạnh. Cái tối thì phải xài mưa. Tôi lấy mưa, tôi bận vô. À. Mưa nè, bận vô. Tội quá. À, áo mưa lấy sẵn, bận vô. Trời áo mưa này mặc một lần thì rách chứ mấy. Dì mười, áo mưa đó mặc rách liền à. Còn có cái áo mưa xịn bên kia kìa. Ôi, nóng lắm. Nóng hả? Ừ. Ổng mưa, tôi lấy cái chùm đầu lát rồi tôi cũng lột. Trời. Dì mười, con qua đây hôm nay á,
con có quà gửi cho dì Mười mà gửi không biết có được không? Không biết dì Mười có giữ được không? Được. Nó giật sao? Đem gửi. Gửi ai? Gửi mấy người quen, người nào chắc mình gửi. À, đem gửi nha. Ừ. Nhớ nha. Nhớ. Chứ mà con nghe giật giật rồi cũng sợ lắm á. Không có lắm. À. Trời ơi, giật giật giật. Người ta lấy rồi người ta không đưa mình lấy gì mình ăn. Dạ. Lấy bị đâu mình vô nhà thương khám bệnh. Chắc ăn mình mới dám gỡ. Dạ. À, có chị Lan ở bên quận 11 á. À, chị gửi cho dì Mười 1 triệu đồng. Thì à, con tranh thủ chạy qua gửi cho dì Mười có tiền ăn sáng nè. À, 1 triệu lận nha. 1 triệu to lắm á. À. Dì Mười phải giữ cẩn thận nè. À. Nha. À. Rồi dì Mười đưa cho người ta giữ nha. À. Không có bọc. Không có bọc tùm lum nha. À. Đây là 1 triệu của chị Lan bên quận 11 á. Dạ. Dì Mười bỏ túi đi. À, có gì á. Dì nói cho tôi chị gửi lời cảm ơn cô Lan. Dạ. À. Cảm ơn nhiều lắm. Nha, dì Mười vui không? Vui. Vui nhiều không? Vui nhiều. Vui mới cười ra nước mắt. Dạ. Khi để chạy đi khám bệnh không có tiền. Dạ. Giờ có là mừng rồi. Rồi, quá tuyệt vời. Dạ. Nhưng mà nhớ là gửi cho người ta giữ nha. Dạ. Thì lần sau con có quà con mới dám tự tin đến gửi cho dì Mười. Dạ, dạ. Chứ mà đưa dì Mười người ta giật rồi, người ta cướp rồi. Dạ, người tùm lum hết. Rồi. Nhiều khi lạ. Con cũng sợ chứ. Dạ. Sợ, đây đừng sợ, đưa người ta không... gỡ không chắc chắn được, người ta lấy người ta ấy, người ta nói ngược, người ta nói mình không có đưa, người ta không trả, mình lấy đâu mình ăn. À, thì mình gửi những người nào quen á, người thân quen, á. Quen chắc ăn. Ờ, chắc ăn mới gửi. Ừ. Rồi có tiền ăn sáng nè, có tiền mua thuốc nè, rồi thỉnh thoảng con lại. Nè. Ha. À. Rồi vậy mời ăn cơm đi, bây giờ con đi về nha. Rồi đi đi. Trời mưa rồi nè, mưa, trời mưa to rồi nè. Không có mưa to là... Mưa to là mặc áo mưa ăn cơm luôn á. Ừ. có bữa bận áo mưa ngủ luôn. Mặc áo mưa ngủ luôn. À. Giống dân chơi quá, dì Mười giống dân chơi quá. Thôi dì Mười ăn đi nha, con đi về á. À, về đi để mấy bút mưa. Rồi, bye bye dì Mười bye. Nha. Bye. Dì Mười bye dễ thương chưa.